Mình thì mình chưa biết đánh đội hình nào con này nữa. Kata lại kiếm, mẹ nắm kiếm quá không ạ, chết 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 mẹ nắm kiếm như này cũng sợ. Đéo có quan sát thêm chủ lực thì đánh như đéo được đâu. Khả năng tôi nghĩ là đánh hai liên xạ, tôi nghĩ là đánh hai liên xạ kẹp với cái có vẻ hợp lý hơn đấy. Hai liên xạ tích thất bồng lai. Okay. Trang sao thơ cộng 80 cộng 80 cộng 80 cố lên em. Bây giờ vẫn trụ được anh em. Rồi lên nào, kiện lên rồi. Mẹ thiếu mỗi người gen, chưa biết như nào để mà đánh này. Bốn học viện khả năng mình nghĩ là nếu mà mình đánh sáu học viện hai liên xạ hai đấu sĩ mình nghĩ là được đấy. Con này liên xạ rồi đúng không, nó sẽ là một con kích hệ với con hai chị em, sẽ kích được hai chị em, hai đấu sĩ, hai liên xạ. Khả năng mình sẽ lấy con vi, khả năng mình sẽ lấy con vi anh em ạ. Còn học viện thì mình cần mấy con này thôi, bốn học viện ba hộ vệ. Nãy giờ chưa ra được một con nào cao tiền một tí. Thằng Hòa chút chít này, thằng này nó đứng nãy giờ nó vẫn đứng top vậy nhỉ. Mẹ có mỗi cái con queen này chứ làm đéo có con nào mạnh lắm đâu nhỉ, đéo hiểu. Mẹ nó là đánh hai đấu sĩ, mình thì trận này mình sẽ đánh đấu sĩ đấy, nhận 45 giáp và kháng kép. Mình thì trận này mình sẽ lấy Gazen rồi. Kata trận này chỉ gọi là màu thôi. Zone nhẹ phát ra. Đã thở lên 7 chưa? Cũng chưa thở lên 7 đâu mà sợ. Bốn hậu vệ. Hậu vệ, mẹ nhầm anh em nói nhầm. Hậu vệ đéo gì. Mình đánh đấu sĩ cơ. Đây này, cho anh em xem đấu sĩ có những con gì. Có con rắc, có con rắc và môn đô. Rắc và môn đô cũng được, nhưng mà có Leona tanh rồi thì không cần thiết đâu. Ui giời, mẹ hai con kéo nhau, con này kéo hơn bay ra này, con kia thì bay ra bên kia. Trận này ít đồ quá. Nhận một sách ấn, nhận một trang bị hoàn chỉnh ngẫu nhiên. Mẹ mình lắc bắn được quá nhở. Mình mà lắc nó chưa có đồ. Mình đã lắc trận này nó có đồ lăn cướp luôn ấy. Ai rồi. Chù gát này. Còn chó này. Chưa ra là một con học viện nào uy tín một tí. Cộng 80 Thịnh thất bùng lai lai vậy. Cái gì này? Ô, nước mắt. Lấy luôn nước mắt. Đang đéo có đồ. Mình bừa đi tầm này lấy đéo ra hai nước mắt mà đánh. Các bạn biết giờ mình cần gì không? Tầm này là mình đang rất cần con. Bán con này luôn. Mình sẽ cần con Tam Ken và con. Con Tam Ken và con Lulu. Mundo thì bây giờ chưa ra đâu.
môn đồ thì phải tầm tí nữa mới ra. Em còn thiếu nơi chưa thì chuyển. Mình thắng hay thua vậy? Kéo kéo mẹ à, lại tiếp tục kéo ngay trước mặt thì đéo kéo, kéo con này ra làm đéo gì. Ok, thua thua mày chết cha mày. Được, trụ được đây, rắc này nào. Rắc này này, gây 400 đấu sĩ. Con này cũng là đấu sĩ chứ. Đấu sĩ thì mình thấy nó không trâu lắm. Mình thấy nó cũng được thôi nhưng không trâu. 4 học viện rồi. Cho thêm con gì nữa đi các bạn ơi. Mẹ nãy giờ vẫn đang vào 7 đánh lâu quá. Đánh mãi đó xong luôn ạ. Vòng lai Tuấn Nguyễn Văn Tùng cái gì. Nguyễn Văn Tùng đã thêm Xuân Thanh vào nhóm cái gì kìa, cái gì kìa. Ui mẹ ăn mày ui chịu luôn. Ui này thì bố tay không đỡ được. Lập tức lên nhiều nào. Ôi mệnh nữa các bạn ơi mình. Nhưng mà bây giờ mình cần con Vi cơ. Mình cần con Vi chứ mình không cần con này. Mình cần con Vi cơ, đấu sĩ này. Con Vi cơ, nãy nó ra Vi mà đéo lấy. Con Vi là tướng. Con Vi là tướng 2 tiền. Mình nhớ không nhầm là con Vi là tướng 2 tiền. Ui dồi ôi, mẹ trận này ra làm kiếm quá mấy bố ơi. Ui giời ơi, mẹ nó ra lắm tiền thật. Trời ơi, con Vi đâu nhỉ? Đâu thấy con Vi đâu bà? Giáp 2 này. Đây rồi, ra con này đã mua cũng được rồi. Trận sau, trận này chưa có gì để cho con này đánh cả. Khả năng mình sẽ bỏ một con hộ vệ đấy. Phải thay con đấy ra thôi. Giác cũng là đấu sĩ mà khóa vào đã. Bắt buộc phải khóa, lấy zone vậy. Không có ấy thì mình phải lấy zone thôi. Đéo có găng. Ác vãi nổi rồi. Giác sẽ là sát thương chính của trận này đấy. Mày chết cha mày đi. Cố lên em. Xem trận này có làm phép không ạ. Trận này không có phép. Thua rồi.